Vâng, xin chào mọi người. Thì trong nội dung ngày nay thì chúng ta sẽ có các phần là phần Read the Paragraph, chính là các phần mà các bạn sẽ sắp xếp lựa chọn các đoạn văn đọc, một cái đoạn văn nó sắp xếp lộn xộn và các bạn sẽ A B C D, các bạn hãy sắp xếp nó theo trật tự theo cái logic, được chưa? Rồi, Read the Paragraph đây. Đây, các bạn sẽ có một cái đoạn văn hai bên như này và các bạn sẽ kéo sang bên này làm sao cho nó theo cái ý nghĩa, ok chưa? Nó có nghĩa. Cho các bạn xem lại nha. Đây. Các bạn phải hiểu được ý nghĩa của nó. Phần này chủ yếu kiểm tra vốn từ vựng của các bạn. Ý nghĩa câu. Chưa? Đấy, thì cái mẹo của bài văn này thì các bạn cũng phải hiểu ý nghĩa thôi, không cái nào khác cả. Các bạn học tủ, nếu học tủ được xong phần này thì các bạn có số điểm khá khá một phần, các bạn chỉ cần đúng một phần thôi là các bạn có thể là pass qua cái kỳ thi này. Đối với loại mục này bạn cần phải khôi phục lại rõ ràng rồi, kéo chúng trên màn hình hoặc là dạy mình kỹ năng nhấp chuột trái, sau đó giữ và kéo đến vị trí mong muốn, 1, 2, 3, 4, tùy các bạn thôi. Cái này thì quá dễ dàng rồi, mình không có gì để nói. Được chưa? Họ, cái mẹo của họ là hãy đọc nhanh tất cả những cái hộp thoại văn bản trước khi mà các bạn bắt đầu sắp xếp. Tức là các bạn hãy đọc lướt qua xem ý nghĩa nó như nào, rồi các bạn hãy sắp xếp. Chưa? Cái này thì đúng rồi, cái này không cần dạy cũng biết, các bạn phải hiểu ý nghĩa của nó. Được chưa? Đây thì họ đang hướng dẫn chúng ta tìm câu chủ đề trước. Mỗi một cái đoạn văn đều có một cái chủ đề và nó thường phát biểu rất rõ ràng về chủ đề. Tất cả các câu khác đều liên quan tới cái câu đó. Rồi. Câu chủ đề có thể đứng một mình, nó không bắt đầu bằng một từ có liên kết hoặc một đại từ ám chỉ gì đó, ví dụ như he, anh ấy, ví dụ như this, the, điều này. Được chưa? Cũng như không đề cập lại thông tin hoặc hành động trước đó. Rồi. Đây. Họ đang cho mình 5 cái câu như này. Thì để mình dịch cho mọi người nhá. Đây là ông ấy thuyết phục một cái hội đồng giáo sư gì đấy của nhà trường đúng không ạ? Của khu này để set up một cái bài nghiên cứu về cái vấn đề này. Đúng không? Đấy, cái câu này thì bắt đầu từ he. Đấy, dưới này là có một câu là professor này và cái team của ông ấy, cái team của ông ấy đã nghiên cứu hơn 47.000 phụ nữ. À rồi, nó cũng là một cái câu nhá, nhưng mà mình chưa nghĩ rằng đây là một câu chủ đề. Tiếp theo, phụ nữ được hỏi để điền vào cái phần questionnaire này, nó chính là cái phần mà các bạn cái phiếu đấy, phiếu khảo sát đấy về chế độ ăn kiêng. Giờ tất cả những cái này thì các bạn dịch những đại khái thôi, các bạn không cần dịch hết nhé, các bạn dịch hết là các bạn không có thời gian đâu, không có liên kết nào được tìm thấy giữa cái ăn xin là cái gì đấy và cái thực phẩm như là một chocolate chip là khoai tây đấy. Dr. Byron này đã tổ chức một cái cuộc liên kết giữa ăn ăn kiêng và ăn xin này. Thế thì họ tất cả qua những cái này ấy, thì ví dụ đây là thuyết phục này, đây là nghiên cứu này, đây là điền khảo sát này, đây là cái phần bạn ấy không nghiên cứu, bạn không tìm thấy nó kia, và đây là ông này cũng đã tổ chức một cái nghiên cứu giữa cái việc ăn kiêng, được chưa, và cái gì đấy, ok chưa? Thế thì
À, đây nó chính là cái câu topic mở đầu. Được chưa? Đấy, này, cách để tìm cái câu topic nó như thế. Cái câu chủ đề. Bạn hình dung chưa? Rồi. Thì cái phần này thì sẽ thứ tự. Thì các bạn kéo phần này lên trước này. Câu chủ đề trước này, đúng không? Câu thứ hai có thể là câu này được. Anh ấy nó thuyết phục cái hội đồng của trường, được chưa? Đấy. Và đến câu thứ ba đây, rất có thể là ba đây. Tức là anh ấy đã tổ chức hơn 47.000 người, đúng không? Đấy, anh ấy đã hỏi và điền vào thông tin, và cuối cùng là cái này không có một cái mối liên hệ gì. Được chưa? Đấy, đây là cái ý nghĩa của nó. Cái đoạn văn này rất dễ nhá. Các bạn mấy câu này xuất liên tục nhau, có mỗi cái thằng này lên trên thôi. Được chưa? Các bạn hiểu được ý nghĩa của câu này. Thì tìm được cái câu chủ đề. Câu chủ đề là câu bao quát ý nghĩa. Câu bắt đầu. Những câu sau thì các bạn không hiểu một vài từ không sao cả. Các bạn cố gắng các bạn đọc, các bạn đừng bỏ qua, đây là phần cũng tương đối dễ ăn điểm. Các bạn không nghe được, ở phần nghe các bạn không nghe được thì các bạn chịu. Ở phần viết các bạn không nắm bắt được thì các bạn chịu. Nhưng đây là phần sắp xếp. Sắp xếp thì các bạn có rất là nhiều từ. Các bạn biết được từ này không biết từ khác không quan trọng. Đấy, các bạn cái câu nói các bạn ấy chỉ cần nắm được 5 phần là các bạn đã hiểu được ý nghĩa đại khái rồi. Được chưa? Vẫn có tỷ lệ sai nhưng mà đây là phần dễ ăn điểm hơn cả. Sau cái phần đọc thì các bạn luyện tập nhiều chăm chỉ là sẽ ok. Còn đây là cái phần mà các bạn lựa chọn. Rồi. Thì đó là cái kỹ năng làm cái bài này. Thì mọi người cố gắng luyện tập nhé. Có ngân hàng câu hỏi đấy, các bạn đọc thuộc là các bạn qua được nha. Rồi, xin chúc các bạn học tập chăm chỉ và đạt kết quả cao.